Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 2 tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, bước sang mùng 2 tháng 11 âm lịch, những con giáp này sẽ được thần tài chiếu mệnh, nhất là các bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Hôm nay, nếu bán hàng thì các bạn sẽ đắt hàng như tôm tươi, một vốn bốn lời, buôn may bán đắt. Các bạn hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé! Một, tuổi Dần. Ngày mới tuổi Dần được tam hợp cục soi sáng nên công việc khá thuận lợi, có quý nhân dẫn lối, là con giáp giỏi kinh doanh. Những bạn làm du lịch, buôn bán, dịch vụ, tiện ích, nhờ ăn nói khéo léo, uy tín nên khách hàng sẽ quay lại ủng hộ. Đường tình cảm cũng may mắn không kém, phần nhờ cục diện ngũ hành hòa sinh mộc. Nhưng điều khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn chính là biết thừa nhận sai lầm của mình, không đổ oan cho người khác, sống trong sạch sẽ được trời vận phù hộ. Vận tài lộc có thực thần nâng đỡ nên tuổi Dần hôm nay lộc lá không thua kém bất kỳ con giáp nào. Nhiều bạn được cho đồ ăn, mời đi ăn hoặc được trả nợ. Những ai chưa đòi được nợ thì hoan hỉ, coi như đó là nghiệp của người ta nếu không chịu trả. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tỵ. Ngày 2 tháng 11 âm lịch, những gia chủ tuổi Tỵ được tam hội cục giúp đỡ nên công việc đỡ vất vả hơn hẳn. Người đi làm ăn xa nhà hay có quý nhân giúp đỡ, rất có thể con giáp này còn nhận được lời mời ăn uống cùng đồng nghiệp. Nếu rảnh hãy thoải mái nhận lời nhé! Tình cảm không có biến động nhờ hai hành họa tương hòa. Bạn may mắn có một cơ thể lành lặn và gia đình đầy đủ. Đó là phúc lớn đáng trân trọng mà bao người thèm muốn. Đi ra ngoài cư xử nhã nhặn nên chẳng mấy khi bị chỉ trích. Đường tiền tài có thiên tài chiếu mệnh nên dễ trúng thưởng, được cho số lộc hoặc trúng sổ số lô đề. Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Khuyên Tỵ là không nên tham gia vào mấy trò lô đề cờ bạc quá sâu, rất nguy hiểm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Ngọ. Những người cầm tinh con ngựa thường rất có duyên trong đối nhân xử thế. Trong mắt các nhà lãnh đạo, bạn cũng là người rất có năng lực, đầu óc rất linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi và ngoại hình nổi bật. Ngày 2 tháng 11 này, những chú ngựa con đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, luôn tươi cười hạnh phúc, tiền tài vô như nước. Trong công việc, người tuổi Ngọ không cần nhờ vả ai khác nữa, dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của bạn cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập tăng vọt. Chỉ cần bạn có công việc ổn định thì mọi chuyện tự khắc sẽ hanh thông, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung sướng, phú quý không thiếu. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn nhất định công thành danh toại. Xem tử vi của 12 con giáp dự báo mặt công việc của tuổi Ngọ có chính tài nâng đỡ, nên tin vui gần đây chủ yếu liên quan đến lương thưởng, bảo hiểm, quyền lợi của bạn. Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó thôi, chỉ cần con giáp này có được sự tỉnh táo và sáng suốt là đủ. Tình cảm chịu ảnh hưởng bởi tự hình nên tuổi này hay suy nghĩ, khá mệt mỏi vì người nhà, không biết chia sẻ cùng ai, kể cả các bạn trẻ đang yếu. Kể cả các bạn trẻ đang yêu mà không dám bộc lộ suy nghĩ, tâm sự riêng thì mối quan hệ cũng chẳng kéo dài được lâu. Vận tình bạc ổn định nhờ hai hành họa tương hòa, bạn cũng đang được cấp trên chú ý nên hãy tiếp tục phát huy, chủ động thể hiện tài năng vốn có và học hỏi thêm kiến thức mới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Là tuổi Mùi. Các bạn tuổi Mùi có tính cách vui vẻ, hoạt bát, đặc biệt có tấm lòng ấm áp, dù làm việc gì cũng đạt kết quả tốt. Người khác giới cũng dễ có ấn tượng tốt với bạn vì bạn đặc biệt nhẹ nhàng và tình cảm. Về vận may của người cầm tinh con dê, trong ngày 2 tháng 11 này tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Ngoài ra các chú dê hãy chú ý ăn mặc đẹp trước khi đi gặp đối tượng vì rất có cơ hội gặp được người ưng ý.
Về công việc, nếu bạn biết suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ hơn, không để tâm đến chuyện vặt vãnh, bạn có thể trở nên nổi bật hơn nhờ nỗ lực của bản thân và thu nhập của bạn sẽ tăng cao. Ngày 2 tháng 11, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành công trong công việc, sắp tới còn được thăng quan, tiến chức, con đường sự nghiệp suôn sẻ. Được chính quan độ mệnh nên công việc của tuổi Mùi hôm nay có nhiều tiến triển mới. Các bạn làm công chức tuy nhiều việc nhưng thể hiện được năng lực của mình. Sắp tới có tin vui liên quan đến thi cử, xin việc, bầu cử cho tuổi này. Nhờ tam hội nên quan hệ xã giao hài hòa, đi đến đâu mang tiếng thơm đến đó. Những người độc thân có đối tượng chủ động tiếp cận với bạn, thế nên cơ hội hẹn hò được mở rộng hơn. Có cục diện hỏa sinh thổ nâng đỡ, tài vận tuổi Mùi trên đà khởi sắc, con đường kiếm tiền làm giàu ngày càng rộng mở. Bản mệnh sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay cuối tháng này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thân. Các bạn cấm tinh con khỉ tính tình điềm đạm, khôn ngoan và sắc sảo, linh hoạt, dễ ứng biến khi gặp chuyện không nóng nảy, không bốc đồng, mù quáng, rất độc lập, có chí tiến thủ, thế nên phải biết nắm bắt cơ hội và phấn đấu vươn lên. Có như thế thành công trong sự nghiệp không bao lâu sẽ được nâng lên tầm cao mới. Trong ngày 2 tháng 11 âm lịch, người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức. Dù là đầu tư hay làm việc gì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay. Ngày 2 này, chúng vận đào hoa cực thịnh, các mối quan hệ của người độc thân có thể tự nhiên đến, đâm hoa kết trái, tương lai đông con cháu, gia đình đề huề. Bạn sẽ luôn gặp may mắn và cát tinh trong cuộc sống, thực hiện được những kế hoạch lớn lao, vươn lên nhanh chóng, tài lộc hanh thông. Ngày 2 tháng 11 được thiên ấn trợ lực nên những người làm quan xin thăng chức có quyền được hy vọng vào tương lai. Bạn vất vả nhiều rồi, đã đến lúc được ông trời đền đáp xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tuy nhiên, đường tình cảm khá ảm đạm do hỏa khắc kim, có đôi lúc con giáp này hơi cứng nhắc và bảo thủ trong việc giải quyết các vấn đề rắc rối, nên có thể có người bằng mặt nhưng không bằng lòng vì sự lạnh lùng đó. Vận tài lộc cũng bấp bênh không kém, xuất phát từ thói quen mua sắm. Nếu con giáp này mua đồ có giá trị thì đừng vội mua, mà nên tìm hiểu xem có chỗ nào bán rẻ hơn không. Bản mệnh sẽ không tiêu tiền một cách lãng phí. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tuất. Tử vi hàng tháng dự báo tuổi Tuất gặp thiên quan chiếu vận, cẩn thận kẻo có người đứng sau âm thầm hãm hại trong công việc. Đi làm tốt nhất không nên thân với ai quá mức, về nhà cắt hết liên lạc với công việc để thời gian đó nghỉ ngơi là tốt nhất. May mắn là có tam hợp trợ lực, nếu bạn và người ấy ở xa nhau, hôm nay cả hai sẽ có dịp được gặp lại. Bạn có những chuyến đi xa thú vị và gặp được những người rất đáng yêu. Nhờ cục diện hỏa sinh thổ nên con giáp này cũng may mắn về đường tiền bạc. Đây cũng là ngày thuận lợi để khởi động các dự án quan trọng, khai trương, đi làm ăn xa để tăng thêm thu nhập. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 2 tháng 11 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!